Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đội pháo D-20 của lực lượng dù đã phá hủy nơi tập trung nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới của tỉnh quốc. Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị pháo binh thuộc đội hình trên không của nhóm quân Sever hàng ngày thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào xe bọc thép cũng như nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực quốc. Trong thông báo viết, các đơn vị UAV phát hiện đối phương đã cố thủ tại một trong các đồn điền rừng dọc đường, đang bố trí vị trí và lên kế hoạch hành động tiếp theo. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát đã thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo và các mục tiêu. Nhờ sự phối hợp của các tổ lái, lòng dũng cảm và tinh thần anh dũng của các lính dù pháo binh, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và đối phương đã bị hạ gục. Trong các nhiệm vụ chiến đấu, loại đạn phân mảnh có sức nổ cao đã được sử dụng, giúp có thể gây sát thương hỏa lực tối đa cho nhân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Một xạ thủ có biệt danh các tuốt cho biết, bất cứ mục tiêu nào chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi đều nhắm đến. Có một người điều khiển quan sát sẽ điều chỉnh cho chúng tôi sau mỗi lần bắn. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, hoạt động ở khu vực quốc sẽ kết thúc với việc đánh bại lực lượng Ukraine và tiếp cận biên giới quốc gia. Ngày 29 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin trong cuộc giao tranh ở hướng quốc, đối phương đã tổn thất hơn 18,5 nghìn quân nhân và 133 xe tăng. Tổng thống Nga tuyên bố rằng Ukraine đã thực hiện một hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Ông Putin cho rằng Kiev sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng bởi mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ đạt được. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022, máy bay không người lái UAV đã liên tục xuất hiện trong các cuộc giao tranh và trở thành một phương tiện chiến đấu chủ lực được quân đội cả hai nước thường xuyên sử dụng. Theo các kênh truyền thông, mỗi ngày hàng trăm UAV lướt qua bầu trời phía trên tiền tuyến, thực hiện các nhiệm vụ từ trinh sát đến tấn công, nhắm vào các khí tài quân sự và vị trí của đối phương, giúp làm tăng hiệu quả tác chiến và giảm thương vong về người. Hiện nay, các cuộc tấn công sử dụng UAV của Ukraine trên đất liền, trên không và trên mặt nước tiếp tục gia tăng. Đêm 25 tháng 9, Thống đốc thành phố Orion của Nga, ông Andrei Kalikov, cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ tại khu vực này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội nước này đã bắn hạ 7 máy bay không người lái trên các vùng Belgorod, Quốc và Bryansk giáp biên giới Ukraine, mặc dù không có báo cáo nào về thiệt hại. Ngày 27 tháng 9, một đoạn video được hãng tin Ukraine đăng tải cho thấy quân đội Kiev đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các lực lượng Nga đang di chuyển bằng mô tô nước dọc theo sông Dnipro. Về phần mình, Nga cũng tiếp tục triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Chính quyền Kiev cho biết mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn hạ đã làm hỏng đường ống dẫn khí đốt trong một tòa nhà dân cư vào tuần trước. Theo thông báo từ cơ quan quản lý quân sự thành phố, hơn 15 máy bay không người lái đã được phát hiện gần thủ đô Kiev. 10 trong số đó đã bị các hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ. Mới đây, ông Putin đã cảnh báo rằng Moscow có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một vụ phóng tên lửa hoặc máy bay không người lái qua biên giới quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Nga chỉ trích Kiev đã phóng UAV vào khu vực biên giới giữa hai nước vào tuần trước. Trong suốt xung đột, quân đội Kiev tiết lộ đang liên tục sản xuất, cải tiến và nâng cấp thêm nhiều loại UAV mới. Hồi cuối tháng 7 năm nay, một quan chức quốc phòng Kiev cho biết Ukraine có thể sản xuất hơn 3 triệu máy bay không người lái mỗi năm với sự hỗ trợ từ các đồng minh. Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ thành lập lực lượng hệ thống không người lái chuyên sử dụng các UAV khi tấn công. Sau khi nhận thấy máy bay không người lái, hệ thống không người lái đã chứng minh được hiệu quả của chúng trong các trận chiến trên bộ, trên không và trên biển. Một trong số những UAV thường xuyên được sử dụng là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, máy bay này đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Giống như Ukraine, Nga cũng chú trọng vào việc sản xuất UAV. Vào tháng 12 năm 2023, một chuyên gia nghiên cứu máy bay không người lái tên Samuel Bendett tiết lộ Nga đang tăng tốc trong việc phát triển máy bay không người lái FPV và có khả năng sẽ chuyển giao hàng chục nghìn FPV mỗi tháng cho các đơn vị đang tham chiến.
Vào giữa tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết rằng Nga đang có kế hoạch nâng tổng sản lượng UAV do nước này sản xuất lên gấp 10 lần vào năm 2024, với khoảng 140.000 UAV đã được cung cấp cho quân đội Nga trong năm 2023. Ngày 27 tháng 9, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị hạ sát trong một cuộc không kích lớn của Israel và khu liên hợp ngầm ở Beirut. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được cho là đã mất bình tĩnh trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant về vấn đề này. Theo đó, ngày 29 tháng 9, tờ Jerusalem Post trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho rằng ông Austin đã giận dữ vì ông Gallant không thông báo cho biết trước về vụ việc. Tờ báo này nêu rằng, kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào năm ngoái, ông Austin và ông Gallant đã nói chuyện với nhau qua điện thoại hơn 125 lần. Đồng thời, tờ báo cho biết thêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về cơ bản đã mất bình tĩnh với ông Gallant trong vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah và thời gian thông báo quá ngắn. Chia sẻ với trang tin tức Axios ngày 28 tháng 9, một quan chức Mỹ xấu tên nói, Nasrallah là một kẻ xấu nhưng thật bực bội khi người Israel làm điều này mà không tham khảo ý kiến của chúng tôi. Theo một số nguồn tin của Axios, ông Gallant còn yêu cầu ông Austin đưa ra các tuyên bố công khai để ngăn chặn Iran phát động một cuộc tấn công trả đũa vào Israel sau sự ra đi của người đứng đầu lực lượng Hezbollah. Bất kể ông Austin nói gì với ông Gallant, trong cuộc trò chuyện riêng tư, Washington được cho là sẽ tuân theo yêu cầu này. Trong một bản ghi chép về một cuộc điện thoại khác với ông Gallant vào ngày 28 tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết, ông Austin nhấn mạnh rằng Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran cũng như các đối tác và bên ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn, lợi dụng tình hình hoặc mở rộng xung đột. Bản ghi chép cũng viết thêm rằng, Bộ trưởng Austin đã nói rõ rằng Mỹ vẫn giữ lập trường bảo vệ các lực lượng và cơ sở của Mỹ trong khu vực và cam kết bảo vệ Israel. Theo thông tin công bố, thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah bị hạ sát chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp soạn thảo. Trong đề xuất này, kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào Liban trong 21 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Tây Jerusalem và Hezbollah. Theo các quan chức Mỹ và phương Tây khác, ông Netanyahu đã đồng ý với đề xuất này vài ngày trước đó, trước khi đột ngột rút lại và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Liban bằng toàn lực. Vụ việc ông Nasrallah bị sát hại xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần, trước khi hàng ngàn máy nhắn tin và máy bộ đàm do các điệp viên Hezbollah sử dụng đã đồng loạt phát nổ trên khắp Liban. Hoạt động phá hoại này được cho là do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện. Nhưng cũng giống như cuộc không kích giám sát thủ lĩnh của Hezbollah, chính quyền Mỹ tuyên bố rằng họ không biết trước và cũng không tham gia vào kế hoạch này. Ngày 29 tháng 9 sau khi Đảng Tự do FPÖ của Áo chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, phe chính trị cánh hữu châu Âu đã ăn mừng chiến thắng. Phe này coi đây là một động lực thúc đẩy phe bảo thủ trước những lo ngại về vấn đề nhập cư. Lãnh đạo Đảng Tự do chính trị xa Herbergic cho biết việc tận dụng nền kinh tế đang gặp khó khăn và tâm lý lo ngại, Áo đang tiếp nhận người nhập cư với tốc độ nhanh hơn khả năng hội nhập của họ, đã giúp Đảng Tự do giành được khoảng 29% số phiếu. Một kết quả kỷ lục có thể mang lại cho đảng này cơ hội thành lập chính phủ tiếp theo. Theo quy định, ông Kích phải tìm một đối tác để thành lập liên minh ổn định. Tuy nhiên hiện tại, chính trị gia này không được lãnh đạo các đảng khác ủng hộ. Vì thế họ đã bắt đầu bàn bạc về khả năng tìm ra giải pháp thay thế cho chính phủ do Đảng Tự do lãnh đạo. Ngược lại, Đảng Tự do đã tìm được những tiếng nói tương đồng ở châu Âu, nơi đảng này là một phần của nhóm cánh hữu trong Nghị viện châu Âu do Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu của Pháp dẫn dắt. Lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen bày tỏ vui mừng trước chiến thắng của Đảng Tự do Áo. Bà cho rằng các đảng thuộc phe này đang ngày càng tiến bộ. Một trong những nhà lãnh đạo của Đảng Cực hữu ở Đức, bà Jean Hoekke nhận xét về chiến thắng của Đảng Tự do Áo trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo này viết. Chiến thắng của Đảng Tự do Áo không chỉ là chiến thắng cho Áo, nó còn vượt xa biên giới của nước Cộng hòa Alper và là dấu hiệu tốt cho sự tiến bộ của châu Âu. Chiến thắng của các đảng thuộc phe hoài nghi châu Âu, Eurosceptic như Đảng Tự do Áo có thể gây chia rẽ nhiều hơn trong Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại, như việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đầu năm này, lãnh đạo Đảng Tự do Áo đã ký thỏa thuận liên minh với Đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người thường xuyên ngăn cản hoặc trì hoãn các quyết định lớn của EU như lệnh trừng phạt Nga và viện trợ cho Ukraine. Trên tài khoản Facebook cá nyân, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó viết, thật là một ngày cuối tuần đáng nhớ sau Cộng hòa Séc
Một chiến thắng nữa dành cho những người yêu nước xuyên biên giới, không xung đột, không di cư và không tuyên truyền về giới tính. Trong một tuyên bố, Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini thuộc Liên minh cầm quyền viết rằng cuộc bầu cử ở Áo là một ngày lịch sử vì sự thay đổi. Ông nhấn mạnh, với những người nói về cực hữu, chúng ta hãy nhắc họ rằng ở Viên cũng như ở hầu hết các nước châu Âu, chỉ có mong muốn thay đổi bằng cách đặt các giá trị công việc, gia đình và an ninh trở lại vị trí trung tâm.